Ông Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Ông Trump tuyên bố đánh bại bà Kamala Harris dễ hơn Tổng thống Joe Biden. Đảng Cộng Hòa kêu gọi Tổng thống Joe Biden từ chức ngay lập tức. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Tổng thống Joe Biden ủng hộ phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Chiều ngày 21 tháng 7 theo giờ bờ đông nước Mỹ, dạng sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử sau khi các thành viên đảng Dân Chủ mất niềm tin vào sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ông đánh bại đối thủ Donald Trump. Động thái trên của ông Biden khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rơi vào tình huống khó đoán định. Ông Biden ủng hộ cấp phó Harris làm ứng cử viên đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden đồng thời ủng hộ phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn nội dung bức thư của Tổng thống Biden đăng trên mạng xã hội 17 tỏ, thưa các thành viên Đảng Dân Chủ của tôi. Tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn bộ năng lượng vào nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của Đảng vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống. Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và xác nhận hoàn toàn của mình dành cho Kamala để bà trở thành ứng cử viên của Đảng trong năm nay. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh đã đến lúc Đảng Dân chủ phải đoàn kết lại và đánh bại ông Trump. Theo giới quan sát Quyết định trên là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông chủ thứ 46 tại Nhà Trắng, qua đó cho thấy Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã phải nhượng bộ trước sức ép từ nội bộ đảng Dân Chủ muốn ông từ bỏ cuộc đua sau màn trình diễn đáng thất vọng trong màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình với đối thủ Trump hôm 27 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Biden đã phải hứng chịu áp lực ngày càng lớn từ bên trong đảng Dân Chủ muốn ông rút lui để nhường chỗ cho một ứng cử viên trẻ trung, năng động hơn ra đối đầu với cựu Tổng thống Trump. Đến nay, đã có ít nhất 5 thượng nghị sĩ và hơn 30 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ công khai kêu gọi Tổng thống Biden dừng bước và trao ngọn đuốc cho một ứng cử viên khác với lập luận rằng ông không thể giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Một số nhân vật có tiếng nói trong Đảng Dân chủ như lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện Hakim Jeffries, cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi hay cựu Tổng thống Barack Obama đã thẳng thắn bày tỏ lo ngại với Tổng thống Biden về cơ hội của ông trong cuộc bầu cử ngày mùng 5 tháng 11 tới trước đối thủ Trump. Các nhà phân tích nhận định Phó Tổng thống Harris đang nắm giữ một số lợi thế rõ ràng khi bà nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng vào năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay. Ngoài ra, bà đã vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang giao động là gương mặt đại diện cho nỗ lực thúc đẩy quyền phá thai của phụ nữ và điều quan trọng nhất. Bà là ứng cử viên duy nhất có thể tiếp cận nguồn tài chính mà chiến dịch tranh cử của Biden-Harris đã tích lũy được. Trước đó, nhiều nhà lập pháp dân chủ đã công khai tuyên bố sẽ ủng hộ bà Harris làm ứng cử viên của đảng nếu ông Biden rút lui. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó tổng thống Kamala Harris sẽ là đối thủ dễ bị đánh bại hơn tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo CNN, cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra bình luận ngay sau khi tổng thống Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử. Sau đó, Ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã công kích đương kim tổng thống và phó tổng thống trên mạng xã hội đồng thời cho rằng ông Biden không đủ khả năng để tiếp tục giữ chức tổng thống. Ông Trump và tổng thống Joe Biden có lượng ủng hộ gần như bằng nhau trong các cuộc thăm dò nhưng sau cuộc tranh luận vào tháng 6, một số khảo sát cho thấy ông Trump dẫn trước tổng thống trong cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng. Trước đó, một số nguồn tin cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bắt đầu thảo luận về cách triển khai lại các nguồn lực tranh cử để đề phòng khả năng tổng thống Biden rút lui. Kết quả thăm dò mới đây của CNN về khả năng phó tổng thống Kamala Harris cạnh tranh với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 cho thấy, đó là cuộc đua sát sao, không có người dẫn trước rõ ràng. Cuộc thăm dò dư luận của CNN là kết quả trung bình của 6 cuộc khảo sát quốc gia phi đảng phái gần đây nhất về các cử tri đã đăng ký, hoặc các cử tri có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của CNN và câu hỏi đặt ra liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 giữa bà Harris và ông Trump. Kết quả trung bình của 6 cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump giành được 48% ủng hộ trong khi bà Harris có 47% ủng hộ. Mỗi cuộc thăm dò đều được tiến hành sau cuộc tranh luận tổng thống của CNN vào tháng trước và chỉ một cuộc thăm dò của CBS YouGov diễn ra sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử vào Nhà Trắng, nhiều đảng viên Cộng hòa đã nhanh chóng kêu gọi Tổng thống từ chức ngay lập tức. Theo BBC, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa cho biết, quyết định rút lui của Tổng thống Joe Biden đã xác nhận quan điểm của họ rằng ông không đủ năng lực làm tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa quyền lực nhất trong Quốc hội Mỹ tuyên bố, nếu ông Joe Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống thì cũng không thích hợp làm tổng thống. Ông ấy phải từ chức ngay lập tức. Ngày bầu cử tổng thống năm phần 11 không thể tới sớm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho tới hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Vài giờ sau đó, Nhà Trắng cũng nhắc lại rằng Tổng thống Biden sẽ không từ chức. Tổng thống mong muốn kết thúc nhiệm kỳ và mang lại những kết quả lịch sử cho người dân Mỹ. Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu đưa ra lời kêu gọi Tổng thống từ chức trong suốt chiều qua, 21 phần 7, khi họ mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Phó Tổng thống Kamala Harris người sẽ chuyển đến phòng bầu dục nếu Tổng thống Biden từ chức. Ông Biden đã ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Nữ nghị sĩ Elise Stefanik, người giữ vị trí lãnh đạo cao thứ ba trong Đảng Cộng Hòa đã đưa ra tuyên bố gần như giống hệt tuyên bố của ông Johnson về khả năng hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của ông Biden. Bà Stefanik khép lại tuyên bố của mình bằng một câu tương tự, ông Joe Biden phải từ chức ngay lập tức. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dù không kêu gọi ông Biden từ chức nhưng cho biết Nhà lãnh đạo Đảng dân chủ không đủ sức lãnh đạo đất nước ngay từ đầu. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Steve Dins đại diện của Montana, người chủ trì chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa tại thượng viện nói rằng, làm tổng thống là công việc khó khăn nhất trên thế giới. Và tôi không còn tin tưởng rằng ông Joe Biden có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống, tổng tư lệnh. Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác là Markwayne Mullin của bang Oklahoma đã đẩy lời kêu gọi đi xa hơn và dường như đề xuất rằng Tổng thống Biden nên bị buộc thôi chức bằng cách thực thi tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Đây là một cách chưa bao giờ được sử dụng để thay thế Tổng thống nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước của mình. Màn tranh luận lép phế trước ông Trump cùng những câu trả lời lan man, không mạch lạc của Tổng thống Biden vào ngày 27 tháng 6 đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ông Biden có thể tiếp tục giữ chức Tổng thống thêm 4 năm nữa không. Các đảng viên Đảng dân chủ trong quốc hội cũng lo lắng rằng tổng thống sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của họ, và các nhà tài trợ lớn bắt đầu gây áp lực buộc ông phải dừng tái tranh cử, nhưng không ép ông từ chức. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã có tuyên bố về việc tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris làm ứng viên tổng thống của Đảng dân chủ. Theo BBC, RT và CNN, thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Ông tôn trọng quyết định của người đứng đầu nước Mỹ và mong được làm việc với ông Joe Biden trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống. Tôi biết, như những gì ông Biden đã làm trong suốt sự nghiệp đáng chú ý của mình, ông ấy sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì có lợi nhất cho người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ và tân Thủ tướng Anh đã có cuộc gặp đầu tiên cách đây hai tuần tại Hội nghị Thượng đỉnh của NATO ở Washington. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sau khi nhận được tin ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, Tôi đã biết tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều năm. Ông ấy là một người tuyệt vời và mọi việc ông làm đều được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước. Với tư cách là tổng thống, ông Biden là đối tác của người dân Canada và là một người bạn thực sự. Xin gửi lời cảm ơn tới tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tổng thống Joe Biden đã đạt được nhiều thành tựu to lớn cho nước Mỹ, cho châu Âu và cho thế giới. Nhờ có ông Biden mà sự hợp tác xuyên đại Tây Dương trở nên chặt chẽ. NATO mạnh mẽ và Mỹ là đối tác tốt và đáng tin cậy đối với chúng tôi. Quyết định dừng tái tranh cử của ông ấy xứng đáng được ghi nhận. Trong một bài đăng trên mạng xã hội 10, tổng thống Israel Isaac Herzog cảm ơn người đồng nhiệm Mỹ vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel và mô tả ông Biden là đồng minh thực sự của người Do Thái. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X rằng, tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những quyết định khó khăn mà nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới được an toàn hơn, nền dân chủ mạnh mẽ hơn. Tôi biết Tổng thống Biden cũng bị thúc đẩy bởi những động lực tương tự khi công bố quyết định cuối cùng của mình. Có lẽ là điều khó khăn nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin Short News, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng nữa mới diễn ra và đó là một khoảng thời gian dài có nhiều điều có thể thay đổi. Chúng ta cần kiên nhẫn và theo dõi cẩn thận những gì xảy ra. Ưu tiên hàng đầu của Nga là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.